này là bài phòng đó Lucy thì bữa trước dựng hình đó, chúng ta dựng xong rồi ha, đèn thì chuẩn bị sẵn rồi nhưng mà chưa lắp cái tim đèn thôi ha, chưa lắp tim đèn thôi, còn lại thì ok rồi. Đây thì chúng ta chú ý là khi đặt cái session plan đó, thì chúng ta chọn cái session plan này thì chúng ta mở cái bảng điều khiển về về setting array ra, thì lần nào bấm nó cũng đợi chút xíu á đó. Đó bây giờ sẽ mới ra nè, thì cái phần session á là phần geometry hình học á, nó session 2 nè, hoặc session nào cũng vậy, khi mà chúng ta làm cái nó đó thì chúng ta nhớ là phải tắt cái phần là use object material đi, bỏ cái effect la luôn, chỉ kiểm chọn cái camera raise only thôi nha. Khi dựng hình chúng ta không để ý tới cái này, nhưng mà khi render lên á chúng ta phải cần làm những thao tác này. Thì nó lại là cái session này nè, chúng ta nhớ là phải tắt cái use object material đi. Đó. Thứ hai là tắt cái effect light và thứ ba là kiểm chọn camera raise only. Session 3 cũng vậy, nhưng mà làm cái mặt cắt nào chúng ta đều phải làm cái thao tác này hết. Rồi, về camera như vậy chúng ta có cái scene 2. Như vậy ok nè. Để coi scene 3 như thế nào. Scene 3 là cái view này. Đó. Rồi bây giờ trở về scene 2 đi. Bây giờ cái này render thì được rồi nhưng mà thiếu đèn. Thiếu đèn thì chúng ta coi thử chúng ta bố trí những cái phần phần cứng trước, phần thô trước, thế là đèn ok chưa? Thì ở đây chúng ta check thử nè. Mình chúng ta sẽ copy thêm cái này. Bên trong nữa. Thế thì mình phải cân đối lại chút xíu cái này. Chia đều á, chia đều cái khoảng cách nó nhìn nó hợp lý hơn. Rồi ok nha. Đây cái là trần thật cao này. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ lắng gắn cái tim đèn vô. Tim đèn vô như vậy chúng ta gắn cái bề mặt đèn trước. Như vậy là double click vô trong cái group này, đi sâu bên trong luôn. Đó, chọn cho được cái face, chọn được cái face của nó và chúng ta gắn vật liệu từ ánh sáng vô, nhưng mà các bạn điều khiển nè, ô vật liệu như vậy chúng ta cứ rồi, nếu mà nó có phát sáng xài chung luôn nhưng mà chưa làm rồi ok. Chúng ta sẽ mở cái bảng vật liệu ra rồi chọn màu đỏ gắn vô cho nó à, để mà dấu hiệu thôi, đặt tên cho nó là bề mặt đèn phát sáng, bề mặt đèn phát sáng nha. Rồi rồi vô cái bảng điều khiển này đó, chúng ta lấy cái tên của nó nè, mà đèn phát sáng nè là màu đỏ này nè, chúng ta kích vô cái phần là chọn là emissive ha, cường độ cho nó là bằng 2 cho nó bản thân nó sáng cho nó đẹp. Chúng ta gắn cái tim đèn như vậy là chúng ta vô cái đèn IES. Rồi sau đó chúng ta lại vô cái nơi chứa cái đèn đó. Rồi chúng ta dùng cái đèn nice. À, đèn nice. Hoặc là có cái đèn đèn này đèn này đi, open. Rồi kích vô cái vị trí này. Đó nó có cái tim đèn ở đây. À, rồi thoát ra. Rồi sau đó chúng ta sẽ vô điều khiển cái đèn đó.
chúng ta có thể là đèn ES light đó, cường độ thì như đây. Mặc định là nó đã cho hết cỡ rồi, màu trắng. Cường độ thì mình tăng hết cỡ luôn đi, 3000 option là giống như vậy. Rồi cơ bản là đèn xong. Rồi bây giờ mình setting render, chọn là low thôi, thấp thôi. Bây giờ cái set frame bật về an toàn lên coi tình hình như thế nào đã. Set frame như vậy là cái khung hình này, là khung hình này chưa đạt yêu cầu rồi. Nhưng mà chúng ta chọn cái dạng 43 thế, xem 43 43 thì cũng đỡ hơn chút rồi đó. Rồi 43 đỡ hơn rồi thì chúng ta có thể nhấn shift, chúng ta di chuyển nó qua. Nhưng mà nhớ là chúng ta vẫn 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 phải giữ cái mấy cái view này nè, cái scene 2 nè. Scene 2 như vậy là ok rồi đó, là nó lấy từ cái chuẩn của nó. Ví dụ chuẩn của nó là right, chuẩn của nó là right, sau đó chúng ta chỉnh cái vị trí đó rồi. Nhấn shift chỉ di chuyển thôi, không có chỉnh cái phần cái cao độ nữa, cho nên mình vẫn giữ nguyên, ưu tiên giữ nguyên cái này. Nếu mà chỉnh đó, thì nhấn shift chỉ được chạy qua chạy lại thôi. Và khi mà chúng ta bật cái set frame này lên đó, thì chúng ta sẽ thấy được hai cái vạch bên tay trái và bên tay phải, đó là nơi nó sẽ render cái khu vực như đây thôi, ha, trái và phải. Và chúng ta thấy là cái cạnh của tường á và cái cạnh của phần màu xám là cái vạch này là nó song song với nhau là chính xác rồi đó. Rồi thì render lên thì nó dính một chút xíu, nhưng mà chúng ta sẽ có cách xử lý. Rồi ok, như coi cái này có khác đẹp đẹp hơn không? 54 cũng được nè. 54. 54 cũng được nè. Ok. 54 cũng được. Rồi do khung hình mình có thôi. Rồi thông số khác, thông số khác thì giữ nguyên. Rồi test thì tắt hết đi cho nó nhanh, để coi được hay không đã rồi mới tính tiếp. Này là in random map nha, nhớ là in random map và like cache. Rồi low nè, render output là bật lên nè, tỷ lệ 54 nè. Rồi cái trên cao để nguyên thông số, để nguyên cái này không sửa, không xài trên test thôi. Nhưng mà quan trọng nhất là cái global illumination, đó là in random map và light cache, mọi thứ vẫn nguyên. Dinosaur tắt đi. Ok rồi, đây thử 18 coi như thế nào đã. Đây là một tấm rồi coi tình hình là đèn ánh sáng nó có như thế nào, rồi chúng ta tìm cách xử lý tiếp ha.
Và chúng ta thấy là nét thì có nét rồi đó. Nét thì có nét rồi đó, cũng rõ ràng rồi đó, nhưng mà nó vẫn chưa có sáng đúng không? Tìm cách tăng sáng lên. Rồi, ở đây nó có hiệu ứng sáng nè, nhưng mà vẫn chưa đủ sáng đúng không? Nhưng mà mọi thứ có vẻ là khá nét rồi. Cái này cái gương nó chưa phản chiếu nè, như vậy chúng ta gắn vật liệu gương cho nó nè. Cái này nè, cái bề mặt gương này nè chưa có thể hiện đúng cái chất liệu mình mong muốn đó. Cái mặt này nè thì vật liệu gắn cho nó đó chúng ta làm như sau nè, bấm vô cái phần là pen package, chúng ta cho nó màu xanh đi ra. Rồi đặt tên cho nó là gương. Gương nhà tắm. Gương nhà tắm. Thì vào trong bảng này chúng ta cũng search gương nhà tắm nó mới ra. Đó, gương tắm mới ra. Rồi, và chúng ta làm cho nó vật liệu là gương phản chiếu. Thì nó nếu mà nhìn ngược lại thì nhìn cái cửa có đúng đúng không? Chứ không thể sáng xịt như vậy được. Thì chúng ta làm cho nó này, như vậy là cái thành phần là diffuse chúng ta kéo hết về cho nó màu đen. Kéo hết về cho nó màu đen là thứ nhất. Reflection chúng ta kéo hết về màu trắng. Nha. Yeah. Rồi, reflection kéo hết rồi màu trắng luôn. Phải không? Phản chiếu mà đúng không? Phản chiếu thì chỉ có một cái reflection thôi. Reflection thì nó nguyên. Cái reflection này khi nào chúng ta làm cái gương mà cái kính cửa sổ của đi á, thì mới mới kéo vào màu trắng. Còn cái một cái reflection cho nó phản chiếu toàn bộ luôn. Và thử nghiệm tắt cái Fresnel xem. Tắt cái Fresnel thì nó phản chiếu rất là đẹp. Rồi ok, và thử render lại coi cái phản chiếu không đã. Mình tập trung với đợt phản chiếu xong đó mình làm đèn sau. Rồi render lại. Kiểm tra phản chiếu cái tính cái gương đúng không đã. Thoát ra ngoài đã. Chúng ta thấy là nó có phản chiếu rồi này ha, nó thấy bên kia bên đây là cái chắc là cái hương này hiện tại là nó cao ấy, thì nó thấy là cái tường thôi, nhưng mà có thấy là được rồi đó, nó có phản chiếu là tốt rồi. Rồi nhưng mà là hơi tối thôi, hơi tối cho nên chúng ta sẽ cần tăng thêm ánh sáng. Như vậy để tăng thêm ánh sáng chúng ta sử dụng thêm một cái đèn nữa, nó là đèn rectangular light. Đèn này là đèn giống như là một cái tấm phẳng phát sáng, nó sẽ hỗ trợ thêm cho ánh sáng trong phòng này. Và chúng ta sẽ vẽ nè, chúng ta vẽ trên cao này nè. Thì nó đang rọi lên trên, nó đang chiếu lên trên, tại vì làm dưới nó sẽ
không đủ không gian á, nên thầy vẽ ở trên, nhưng mà sau đó thầy xoay xuống dưới, thầy xoay xuống dưới. À. Đó, thầy xoay xuống dưới. À. Xong rồi move giờ xuống dưới. Làm cho nó nhanh. Đó, cho nó xuất hiện cái này là được. Ok, đó. Ha. Cái này gọi là tấm phẳng phát sáng. Rồi chúng ta qua phần setting kiểm tra cái là đèn của nó. Thì nó có cái đèn ES Line hồi nãy nè, đúng không chưa? Cường độ là 3000 vân vân. Chắc tăng là line, cường độ là đang là 30. Nhưng mà nhớ là cái phần invisible nha. Invisible là không thấy nó. Không thấy nó. Cường độ hiện tại là 30. Cho thành 15 nha. Thử nghiệm 15 đi đã. Rồi, ok, render lại tấm khác. Đứng tại scene 2. Vẫn là render chất lượng thấp thôi, nhưng mà coi ánh sáng nó đạt yêu cầu không đã. Hỗ trợ thêm một cái đèn rectangular light với cường độ là bằng 15. À, chúng ta thấy là nó sáng hơn hồi nãy một tí rồi. Ok. Ok, thầy sẽ tăng thêm nữa.
Ok, phòng nó có sáng hơn rồi. Còn hạt á, nó là do thầy setting thấp thôi, cho nên là nó không có được hết hạn, nó không được nét. Ok, bây giờ thầy thử render chất lượng cao. Bật tính năng thử nhiễu lên. Như vậy mình có thể thử nhiễu nè, denoiser và cái này, cái thành phần là bật cái anti-aliasing filter luôn, bộ lọc của răng cưa luôn. Rồi ok, render thử một tấm khác. Để khử nhiễu coi nó có nét, nó bóng hay không. Nó nét hơn rồi. Ok, cũng tạm được. Bây giờ thầy sẽ tăng độ phân giải lên cao lên. Và khi render này nè, chúng ta thấy là nó sẽ bị vướng một chỗ là hai hai bên này nè, hai bên màu đen này nó sẽ không render nha. Cho nên chúng ta có cách xử lý như sau này: hiện tại stop, không render nữa, nhưng mà chúng ta biết là nó chỉ render từ đây tới đây thôi, cho nên là chúng ta nhấn stop xong dừng lại, sau đó chúng ta dùng cái này là gọi là render region á, region render này, render theo khu vực á, chúng ta bấm vào đây, sau đó chúng ta dùng chuột chúng ta quét cái nơi nó sẽ render thôi đó. Hoặc là bấm, chúng ta bấm clear image nè, xóa sạch luôn, clear mà xóa sạch luôn, và render khu vực render màu đỏ thôi, và chúng ta bấm render lại thì nó sẽ render đúng cái chỗ bên trong màu đỏ thôi ha, rất là tiện lợi. Đó, chúng ta không cần Photoshop, không 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 cần nhờ Photoshop để cắt, và chúng ta có thể cắt trực tiếp trong này luôn thông qua thông số là region render này. Còn nếu mà nó vướng hình ban đầu á, thì chúng ta bấm clear image này, nó xóa sạch cái hình đó, và nó sẽ render lại thôi.
Rồi, bài tin nhật đẹp rồi này. Ok, đẹp rồi đấy em. Chúng ta chuyển sang làm bài phòng phòng tắm đi, phòng WC đi. Bạn bài tin nhật là ok rồi đó nha, đẹp rồi đó, thể diện rồi đó. Bây giờ chúng ta chuyển sang làm phòng WC, render lên, đặt đèn và render giống như cái phương án cũ thôi. Ok, lúc mình render thì cái phòng rất là xi đi. Ngoài ra khi mà render xong tới đây á, chúng ta có thể dùng cái show correction control này. Chúng ta sẽ có thể thay đổi thêm một số cái hiệu ứng trong này nè. Thay đổi thêm cho nó để nó nét hơn. Nó tương phản màu tốt hơn. À, thầy hiểu, tức là khi mà làm nhiều cái nội dung quá thì sẽ bị nặng đúng không? Cho nên là thầy khi mà thầy làm á, thầy đã tách ra hai file rồi. Tức là thầy làm cái phòng WC riêng, rồi phòng bếp riêng, rồi phòng ngủ nhỏ riêng, mỗi file một file riêng. Thì nếu làm chung á thì hơi khó nha. Làm chung thì máy phải mạnh chút xíu thì nó mới làm nổi. Bây giờ nếu mà được á thì em tạm thời em xóa bớt đi cái cây xanh á. Mấy cái cây xanh là nó tốn nhiều cái nó tốn nhiều cái dung lượng nhất. Nếu có cây xanh tạm thời em xóa đi, hay là em file shell s, file shell s các bạn đang làm á sang một cái file khác. Rồi cái file khác đó, em tạm thời em xóa bớt một số cái thư viện này, cho nó nhẹ bớt đi. Sau đó mình làm cái phòng tập trung làm phòng đó đi xí thôi. Thầy biết nó nặng cho nên thầy kinh nghiệm mà thầy làm một file mắt của thầy là một file sketch của thầy là nó chỉ có một nội dung mà cho nên nó bớt nó nhẹ. Nhưng mà cái bài này thầy thấy thầy cần phải chỉnh thêm.